Chúng làm sao được. Thật gọn gàng. Và anh ấy đã truyền lại cho đội của mình. Đó là một pha biểu diễn trình diễn đó thật tuyệt vời. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Bóng văng ra, thủ môn đã thủ môn rất xuất sắc nhưng không thể bắt gọn nó. Ba chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Ông dễ được các chuyền bóng chính xác ở tốc độ này. Kaka. Đây là một cơ hội khác. Sudi. Anh ta đã bắt được bóng. Vẫn còn ngược. Chào bạn xác định đó là một phản ứng viên. Nó đỉnh mẹ cái gì đấy. Một phát đặt phá tốt từ thủ môn. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Tôi nghĩ sẽ có thẻ vàng.